Đại Bồ Tát tùy hỷ tương ưng việc phước nghiệp hoàn toàn không chấp tướng mà có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện Hiện đáp, nên biết Đại Bồ Tát đã học Bát Nhã Ba La Mật Đa và có những phương tiện thiện xảo như vậy, tuy không chấp tướng nhưng hoàn thành được việc làm, chẳng phải lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có được sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh. Vì thế chúng Đại Bồ Tát muốn thành tựu phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát Tử Thị nói, Đại Đức Thiện Hiện chớ nói lời ấy, vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chư Phật Thế Tôn cùng chúng đệ tử và căn lành công đức được thành tựu đều không sở hữu và bất khả đắc. Sự tùy hỷ với các việc phước nghiệp đã tạo thành và phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đà cũng không sở hữu và bất khả đắc. Trong đây khi Đại Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa phải quá như vậy, bản tánh căn lành công đức của chư Phật và chúng đệ tử đời quá khứ đều đã diệt. Sự tùy hỷ với các việc phước nghiệp tạo thành và phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đà tánh đều vắng lặng. Đối với căn lành công đức của chư Phật Thế Tôn và chúng đệ tử, nếu ta chấp lấy tướng phân biệt, đối với sự tùy hỷ tương ưng với các việc phước nghiệp và chấp lấy tướng phân biệt sự phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đà, lấy sự chấp giữ tướng phân biệt này phương tiện khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì chư Phật Thế Tôn đều không chấp nhận. Vì sao? Vì chấp lấy tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đà đối với chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đã diệt độ thì gọi là có sở hữu to lớn, bởi quá khứ đã diệt nên không có sở hữu. Vị lai hiện tại, Đức Phật và các đệ tử chưa đến, không trụ cũng bất khả đắc. Nếu bất khả đắc thì chẳng phải chấp thủ tướng cảnh, nếu chấp thủ tướng ấy rồi, phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng thì liền rơi vào cảnh điên đảo. Nếu có sự thất niệm mà chấp thủ tướng thì nên biết chẳng phải là sự tùy hỷ hồi hướng đúng đắn. Phải không chấp thủ tướng, không có sự phân biệt mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng đúng đắn. Vì vậy, chúng Đại Bồ Tát nên học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhờ năng lực của phương tiện thiện xảo này mới có thể chân chánh phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng. Nếu Đại Bồ Tát muốn học phương tiện thiện xảo như vậy, phải thường lắng nghe thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa, sao cho thông suốt hoàn toàn tư duy đúng lý, siêng thưa hỏi thầy nghĩa lý thâm sâu. Vì sao? Vì nếu chẳng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì quyết chẳng thể đắc phương tiện thiện xảo. Nếu không có phương tiện thiện xảo này mà có thể phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh, thì không có sự việc ấy. Vì sao? Vì đối với các công đức vân vân của chư Phật và chúng đệ tử quá khứ mà chấp lấy tướng phân biệt rồi tùy hỷ hồi hướng, thì chư Phật Thế Tôn đều chẳng tùy hỷ. Vì vậy, chúng Đại Bồ Tát muốn chân chánh phát khởi tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đối với công đức căn lành của chư Phật và các đệ tử, thì không nên ở đó mà thấy có sở đắc và chấp lấy tướng phân biệt mà tùy hỷ hồi hướng. Nếu ở trong đó mà khởi lên có sở đắc và chấp lấy tướng phân biệt rồi tùy hỷ hồi hướng, thì Đức Phật nói việc đó chẳng có ý nghĩa và không lợi ích gì cả. Vì sao? Vì tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy là vọng tưởng phân biệt, gọi là xen lẫn chất độc, như thức ăn nước uống với đầy đủ màu sắc mỹ vị thơm ngon hảo hạng nhưng lẫn chất độc. Người ngu trí cạn lại ham ăn uống nên nuốt vào, ban đầu tuy có thích thú vui mừng vừa ý, nhưng sau khi thức ăn tiêu hóa phải chuốc lấy các khổ, hoặc đến chết hoặc gần mất mạng. Cũng như vậy, có một người hoàn toàn không giỏi thọ trì, chẳng giỏi quan sát về câu văn nghĩa lý của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng giỏi đọc tụng, chẳng giỏi thông suốt nghĩa lý sâu xa, nhưng lại bảo người có chủng tánh đại thừa: Thiện nam tử, hãy đến đây. Ông đối với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai, hiện tại và vô lượng vô biên công đức, hoặc đệ tử Phật ở chỗ chư Phật gieo trồng các căn lành, hoặc Đức Phật Thế Tôn đã thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cho các Bồ Tát và các Bồ Tát ấy đã gieo trồng căn lành, hoặc Đức Phật Thế Tôn đã thọ ký cho thanh văn độc giác là hữu tình kia đã gieo trồng căn lành, hoặc các trời người Atula vân vân ở chỗ chư Phật đã gieo trồng căn lành cho đến khi chánh pháp chưa diệt tận,
hoặc các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân đã gieo trồng căn lành và đã có sự thành tựu công đức do phát sanh căn lành tùy hỷ hồi hướng. Như vậy, tập hợp tất cả cân lượng và hiện tiền tùy hỷ, ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sự tùy hỷ hồi hướng như đã nói này, lấy có sở đắc và chấp lấy tướng phân biệt làm phương tiện, thí như đồ ăn thức uống của thế gian có lẫn chất độc, nên trước ngon sau hại. Đây chẳng phải sự tùy hỷ hồi hướng hoàn hảo. Vì sao? Vì lấy có sở đắc và chấp thủ tướng phân biệt mà phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng đều là lẫn chất độc. Những người thuộc chủng tánh Bồ Tát không nên tùy theo những điều đã nói trên mà tu học. Vì vậy, Đại Đức phải nói thế nào cho các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa nên tùy hỷ hồi hướng đối với căn lành công đức của chư Phật và các đệ tử trong mười phương ba đời, để đáng gọi là sự tùy hỷ hồi hướng đúng đắn, tốt đẹp, không độc hại. Cụ Thọ Thiện Hiện đáp lời Từ Thị: Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, muốn không hủy báng Phật và phát tâm tùy hỷ hồi hướng thì nên nghĩ thế này: như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác với Phật nhãn thông suốt, không có sự chướng ngại, nên biết tất cả